Có thể tu 2 tháng thiền định và thiền tuệ được không? Và quả vị tu Đà Hoàng à, bên thiền định và thiền tuệ có gì giống và khác nhau? Quý vị biết là ở trong cái bài kinh Yoganatha Sutta, ngài Xá Lợi Phất đã giải thích có 4 cái phương pháp thiền. Thứ nhất là chúng ta thiền định trước, thiền chỉ đó, hay là còn gọi là thiền vắng lặng trước, xong chúng ta chuyển sang thiền quán. Cái thứ hai là chúng ta thực hành thiền quán, xong rồi chúng ta chuyển sang thiền tuệ. Và cái thứ ba là chúng ta thực hành thiền quán khô. Và cái thứ tư là định rồi quán liên tục. Và định và quán liên tục có nghĩa là chúng ta phải chứng đắc các từng thiền, chứ không phải mới định có chút xíu, mới thấy an tịnh rồi chúng ta thực hành, chúng ta chuyển sang thiền quán thì như vậy chúng ta chưa thực hành được. Một vị muốn từ thiền định chuyển sang thiền quán có nghĩa là vị này phải chứng đắc tất cả các từng thiền. Đắc từ sơ thiền cho đến tứ thiền hoặc là bát thiền, xong sau đó vị đó sẽ chuyển sang tu tập quán. Tại vì một cái vị mà hành giả tu tập định trước quán sau đó, thì chúng ta phải cần có Appana Samadhi, hay là kiên cố định, hay là chúng ta phải có được những cái tầng thiền rồi chúng ta mới chuyển sang quán được. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Và cái phương pháp thứ hai là cái vị hành giả đó phải thành tựu tất cả những cái tuệ quán, xong thì chúng ta mới chuyển sang cái thiền định. Và cái phương pháp thứ ba là có nghĩa cái vị đó hành thiền định, chứng đắc từng thiền thứ nhất, xong vị ấy nhập thiền thứ nhất, xong xả thiền, xong vị đó dùng quán trên cái sự vô thường khổ vô ngã để quán trên cái sự sanh diệt của danh sắc. Đó là vị đó chuyển sang thiền quán, rồi lại tiếp tục nhập vào cái từng thiền thứ hai, rồi xả từng thiền thứ hai, rồi lại quán trên cái vô thường khổ và ngã của danh sắc, rồi tiếp tục nhập vào từng thiền thứ ba, rồi vị đó lại xả ra, rồi lại tiếp tục quán trên sự vô thường khổ vô ngã cho đến khi chứng đắc đạo quả. Và tiếp tục là vị đó nhập từng thiền thứ tư, rồi xả ra, rồi tiếp tục quán trên cái vô thường khổ vô ngã. Như vậy là quán luân phiên. Và cái vị cuối cùng là cái vị đó chỉ quán về thiền quán không. Và cái quả vị tu Đà Hoàng đó quý vị, khi mà đoạn trừ phiền não là đều giống nhau, không có khác. Cho dù vị đó thực hành thiền định hay thiền quán, cũng diệt được 3 kiết sử, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Tuy nhiên, một vị mà có được cái thiền định đó, thì họ sẽ có được cái thiền, có được gọi là cái jhana, gọi là những cái tầng thiền ở trong đó, khi mà họ chứng đắc đạo quả. Còn những cái vị hành thiền quán không thì chỉ có các tầng tuệ mà thôi, không có các tầng thiền. Và những cái vị nào nếu mà họ tu định, khi mà họ đắc được gọi là ngũ thông đó, thì họ sẽ có được thần thông kèm theo. Cho nên khi mà quả vị tu Đà Hoàng, cho dù thiền định và thiền quán chỉ diệt trừ 3 kiết sử, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ đều như nhau. Có khác nhau là vị tu định thì sẽ
có thêm những cái tình thiền, còn những vị tu quán là chỉ chứng đắc những cái tuệ quán mà thôi. Dạ, còn vị nào thắc mắc trong cái sự thực hành? Cái gì nổi trội trong lúc này? Mình lấy cái một cái nổi trội mình ghi nhận thì những cái kia nó sẽ mất luôn. Khi mình niệm một cái thì tất cả những cái kia nó cũng sẽ diệt luôn. Cho nên không có phân biệt gì hết. Tâm mình ghi nhận được cái nào thì mình cứ ghi nhận cái đó. Nếu ghi nhận được suy nghĩ, ghi nhận suy nghĩ. Nếu không ghi nhận được suy nghĩ thì ghi nhận cảm thọ, đều được cả. Sau khi ghi nhận rồi phải biết rõ xem cái đối tượng đó có mất hay không. Thì khi mình niệm một đối tượng thì những cái đối tượng kia cũng mất luôn. Dạ, còn hành giả nào? Chúng ta, tại vì khi mà mới thực hành đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thắc mắc vì chúng ta chưa biết. Tuy nhiên sau một thời gian thực hành rồi, trí tuệ nó sẽ giúp chúng ta vượt qua hết và chúng ta không còn thắc mắc gì nữa. Cho nên cố gắng thực hành, thấy cái gì ghi nhận cái đó. Nó chỉ là sự sanh về diệt thôi, nó thay đổi tiếp tục thôi. Nó tịnh thì mình ghi nhận cái sự an tịnh đó, xem coi sau khi ghi nhận cái sự an tịnh đó rồi, cái sự an tịnh đó có mất hay không, hay nó còn, hay nó như thế nào. Rồi xem coi trên thân và tâm mình những cái đối tượng nào nó đang sanh khởi, thì tiếp tục mình ghi nhận. Và không đánh giá cũng như không phân tích là cái gì, nó sanh khởi cái gì, và chúng ta ghi nhận cái đó. Và không phải là chúng ta nghĩ chúng ta đã ghi nhận rồi thì nó sẽ mất luôn đó, sẽ không quay trở về. Vậy nên biết rằng năm cái pháp triền cái này nó tạm thời vắng lặng khi chúng ta có chánh niệm liên tục và khi chúng ta có sát na định. Cho nên sát na định là trong thời gian ngắn, chứ không phải là chúng ta muốn nó là kéo dài. Mà khi chúng ta mất chánh niệm thì như vậy nó lại tiếp tục. Mà quan trọng là chúng ta phải biết rõ là khi nó sanh lại, sanh khởi chúng ta lại ghi nhận, chứ không phải mình nghĩ là nó mất luôn. Nên nhớ là chúng ta, cái thân ngũ uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức của chúng ta không bao giờ mất. Chỉ khi nào chúng ta chứng đắc đạo quả cuối cùng thì nó không còn nữa mà thôi. Cho nên nó sẽ sanh khởi bất kỳ lúc nào. Chúng ta, cái bổn phận của chúng ta là lúc nào cũng phải sẵn sàng với chánh niệm hết. Cho dù cái gì sanh khởi, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh nó diệt, cứ tiếp tục như vậy. Chứ không phải mình nghĩ nó mất hết rồi là nó sẽ mất luôn. Cho nên ghi nhận lại tiếp tục. Cứ như vậy, cái gì cũng chánh niệm, cái gì sanh khởi mình cũng chánh niệm, và không suy nghĩ gia tỷ cái đối tượng gì sanh khởi, biết nó rồi quay trở về đối tượng chính của mình, thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ lạc. Còn khi mà chúng ta không biết, chúng ta đi theo, thì như vậy chúng ta sẽ lạc. Nhớ ghi nhận xong buông, quay trở về. Còn vị hành giả nào còn những thắc mắc nào không? Lấy cái micro, lấy thêm cái micro.
đế có nghĩa là những cái gì mà chúng ta định đặt tên gọi, ví dụ phòng xẹp vân vân, rồi chúng ta niệm mặt bước trái bước, thì cái đó khi mà chúng ta định đặt ra những cái tên gọi thì nó thuộc về tục đế. Còn khi chân đế là gì? Chân đế là chúng ta chỉ thấy sự chuyển động, cái yếu đó chính là cái yếu tố gió mà thôi. Khi chúng ta hít vào, chúng ta thấy cái sự chuyển động, và cái sự chuyển động đây có nghĩa là yếu tố gió, mà yếu tố gió có nghĩa là tứ đại, và tứ đại đó là một trong 28 của sắc pháp. Thì như vậy đó, nó thuộc về chân đế. Còn khi mà chúng ta nói phòng xẹp, cho nên hành giả ở giai đoạn đầu chúng ta niệm phòng xẹp để chi? Vì ngài Mahasi đã tìm ra cái này để cho chúng ta dễ dàng ghi nhận lên. Khi thấy hít vào thì bụng nó căng phòng ra thì chúng ta ghi nhận phòng, rồi khi thở ra bụng nó xẹp xuống chúng ta ghi nhận xẹp, thì như vậy nó dễ dàng với chúng ta. Tuy nhiên sau một thời gian chúng ta thực hành rồi, chúng ta chỉ thấy sự chuyển động, hoặc căng cứng, hoặc là mềm, hoặc là nóng lạnh trong cái sự phòng xẹp đó, chứ không còn là phòng với xẹp nữa. Thì cái phòng xẹp đó là tục đế, mà thấy được sự chuyển động nóng lạnh, cứng mềm, đó là chân đế ạ. Còn vị nào không ạ? Nếu không còn thì tôi cho con hỏi vào lề một chút xíu, nhưng mà cũng có cái thắc mắc hôm nay là có vị khác còn đảnh lễ cô, vì đó tức là vì đó nói là con đang làm như vậy hỏi chút với cô, thì con chỉ nghĩ là con tính cô như một người giáo họ sư, thì con đảnh lễ họ, thì xin cô giải thích cho mình, không biết là như vậy thì có làm ảnh hưởng đến cô hay không, là con sẽ tiếp tục. Thứ nhất là thật ra không biết sư là sa di hay là tỳ kheo ạ. Quý vị biết cái gì nó tạo nghiệp, cái chetana nó tạo nghiệp, cho nên quan trọng là cái tâm của chúng ta. Nếu như tâm của chúng ta bất thiện thì như vậy chúng ta tạo nghiệp, và nếu như tâm của chúng ta là thiện thì chúng ta sẽ không tạo nghiệp. Tuy nhiên tốt nhất là quý sư khi mà đến mà có trình pháp hay bất cứ những cái gì, thì quý sư chỉ bình thường thôi, không cần phải đảnh lễ. Cho nên để chúng ta rút kinh nghiệm, cho nên khi ngay từ ban đầu là con đã không có cho phép các vị không có được đảnh lễ. Tuy nhiên vì nếu như một vị mà vị đó là đại đức, vị đó là tỳ kheo, thì cái vị đó cho dù là mới xuất gia một ngày thì con vẫn phải đảnh lễ cái vị đó. Cho nên quý sư là sa di, cho nên cũng cố gắng mình giữ cái này, thì khi thấy thì mình chỉ là chào thôi, không có cần phải là đảnh lễ. Mà quan trọng là cái tác ý của mình, khi tác ý của mình thiện thì không có tạo nghiệp, và khi tác ý bất thiện, khi mình thấy người ta đảnh lễ không phải mình thấy rồi mình ngã mạn vân vân, hoặc là mình thích trong đó, thì như vậy khi mà mình thấy là mình phải chánh niệm ở trong đó, thì quan trọng những cái tác ý của mình đó nó sẽ tạo nghiệp. Nếu mà thiện thì đó sẽ là thiện, mà nếu là bất thiện, những cái tâm ngã mạn vân vân, thì đó là bất thiện. Con thì con đi tu lần đầu tiên, nó vào chùa này đầu tiên,
và cũng tu ở tại đây rồi, khi con chưa về nhà gần 2 năm nay rồi. Nhà con thì ở nhà con cái bị thờ Phật Quán Thế Âm bên Bắc Tông. Mà bây giờ con theo Nam Tông này thì về những cái sinh hoạt, về là những cái kinh kệ thì nó thế nào? Cô thực hành như thế nào thì cô cứ thực hành không ảnh hưởng gì cả. Dạ, dạ cô cứ chánh niệm, thấy thì chánh niệm. Nếu mà cô không thay đổi được con mình thì cứ thấy chỉ là thấy thôi, đừng bận tâm. Dạ. Nếu mà họ thuận duyên với cô thì họ sẽ đi cùng với cô. Còn nếu mà không thuận duyên thì mình phải chấp nhận. Dạ. Dạ. Về cái phần kinh hành, đi kinh hành đó. Dạ vâng. Cái mục đích của mình khi mà đi kinh hành, cái chính thì nó vẫn là mình cảm nhận được cái sự nóng lạnh, cứng mềm và nặng nhẹ, đúng không ạ? Dạ. Vâng. Thì cái trình pháp, khi mà trình pháp trong khoảng 6-7 phút ạ, thì cô có thể chia sẻ thêm là cũng ở bên Nguyễn thì thế nào không? Thì sư cũng chỉ đọc trong sách của chùa thì cũng phức sơ soạn ra thì chỉ có những cái bước rất là cơ bản, cả như là mình dở thì mình cảm thấy thế nào, mình bước thì mình thấy ghi nhận thế nào này, rồi mình là ghi nhận như thế nào, cũng như là có sư có được sư vào cái lớp trong chùa thì cũng có được một vị sư khác hướng dẫn là khi trình pháp thì mình phải mô tả sao cho nó hết 6 phút, tức là càng chi tiết càng tốt, bởi vì một lý do là cũng gây áp lực cho các thiền sinh nữa, đó là khi mà mình mà theo cái lịch trình pháp mà cái 6 phút mình không nói được nhiều á, mình sẽ lặp hoặc là mình bị lặp lại cái cách trình bày của cái buổi trước rồi á, thì nó rất là khó. Thì chính vì thế mà mọi người sẽ xa đà vào cái chuyện là lúc mình sẽ như cô nói trước là mình nhìn xuống chân của mình để có thêm chi tiết để mình mô tả thì nó có đúng hay là không á. Và thì cô có thể nói là cái cách bài bản về cái cách đi kinh hành sao cho nó đúng và pháp của nó đúng. Cái đó là do chúng ta khi thực hành thì chúng ta tự thấy. Và chúng ta biết là ở đây 6-7 phút thì nó còn nhiều, bên Myanmar chỉ 3 phút mà thôi nha quý vị. Mỗi thứ 1 phút thôi. Hồi xưa khi mà đi qua bên đó hành thiền là chỉ có 3 phút thôi quý vị. Nếu mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta nói rất là rõ ràng, chúng ta ghi nhận được thì chúng ta sẽ nói rất là rõ ràng, không có cần nói nhiều, nói quanh co lẫn quẩn. Khi ngồi quan sát như thế nào? Ví dụ khi ngồi thấy chuyển động phòng xẹp hoặc là thấy hơi thở như thế nào? Ghi nhận. Rồi trong lúc mà ghi nhận một hai hơi thở tâm phóng, ghi nhận tâm phóng, xong biết nó mất, xong quay trở về, hoặc là thấy cảm thọ sân khởi, tiếp tục ghi nhận, rồi thấy nó như thế nào, thấy nó mất hay là nó tăng, nó giảm, biết rõ, rồi xong quay trở về. Đó là cái phần ngồi. Hoặc là trong lúc đi kinh hành thì khi đi kinh hành dở bước đạp thì trong cái dở thấy như thế nào, trong cái bước như thế nào, và trong cái đạp xuống thì cái dở bước đạp đó đó quý vị, đó cũng có nghĩa là tục đế luôn. Khi mình dùng cái chữ dở bước đạp, đến khi một lúc mình thực hành rồi mình sẽ thấy những cái sự chuyển động và những cái cảm giác mà thôi quý vị, không có còn bị dính mắc vô cái tục đế nữa. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu, tại sao các vị thiền sư phải bảo chúng ta rằng phải xem có cái dở bước đạp? Và ở đây khi đi kinh hành là chúng ta bằng cái tâm quan sát cái bước đi của mình, chứ không phải con mắt đi nhìn cái chân. Thì như vậy chúng ta sai, và như vậy nó sẽ làm cho cái thân của chúng ta bị bệnh. Tại vì chúng ta cúi rồi chúng ta nhìn đó, như vậy nó sẽ mỏi, rồi chúng ta bị nhức đầu vân vân. Cho nên là chúng ta thực hành chánh niệm bằng tâm chứ không phải là bằng cái thân của mình. Khi thân chuyển động biết, đó là cái điều quan trọng. Khi mình nhấc lên cảm giác như thế nào,
Khi bước tới cảm giác như thế nào và khi đạp xuống cảm giác như thế nào. Rồi đi đến cuối đoạn đường, tác ý của mình như thế nào, muốn đứng lại. Rồi mình đứng, đứng rồi mình quan sát toàn thân mình thấy như thế nào. Đó là những cái điều đó mình cần phải thấy. Và như vậy rất là nhanh quý vị, nói rất là nhanh. Rồi trong đời sống hàng ngày có chánh niệm hay không? Trong lúc ăn uống, ngay cả 3 phút mà nói rất là đầy đủ quý vị, chứ không có cần 7 phút nữa. Nếu mà mình thực hành rõ ràng và mình nói đúng rõ ràng thì chỉ cần 3 phút thôi, không cần 7 phút nữa. Đi thẳng vào vấn đề, không có nói là so sánh ngày hôm nay với ngày hôm kia, không cần. Hôm nay ghi nhận như thế nào, thất niệm như thế nào, ghi nhận cái đó quan trọng. Tại vì mỗi ngày nó mỗi khác, mình cứ đi so sánh như vậy thì như vậy tâm mình đi dính về quá khứ. Cho nên nói như thế nào chỉ đơn giản ghi nhận như vậy, và trình pháp là những cái mình đang ghi nhận thôi, chứ không có do suy nghĩ. Quý vị nên nhớ.